Đây là cái con này là một người khỏe rất là vừa thích lấy tay khỏe lại cơ chưa mốt lắm thì người ta đang làm ở đây. Đây con hải sâm đen không ai đọc hề gì của cô đâu. Đây đây em đào trước bán ngoài em có con tắc kè này. Ôi, rồi còn cứ làm đi tắc kè nhà có rồi, nhà rất nhiều tắc kè. Đây em bán cho con này. Ồ, con nhà này rất nhiều. Thôi cứ làm đi, cứ làm đi. Đây chỗ này là cái quầy bán thuốc bổ. Đấy, thuốc bổ cho các quý ông này. Đây. Một con này là bán một con này là bao tiền đây? 30.000 ạ. À 30.000 một con đấy à? Vâng. Cho thêm anh là 4 con đấy. À những con này là làm rồi đấy hả? Đồ sống. À, sống đấy à? Con sao không phải làm. Đây đồ sống đây nè. À. Cái này đang có bao nhiêu lâu thì được? Người nghiện rượu 10 hôm uống được, người không nghiện rượu anh cứ ngâm 2 tháng, 3 tháng. À mang 2-3 tháng rồi. Vâng. Đây có là con tay cố biển này à. Còn mấy cái lát kia là lát gì cơ? Lát xạ vàng ạ. À xạ vàng.
không cái này? Em để ngoài túi. Tưởng cái này cho vào luôn chứ. Vâng. Tưởng ngâm cá này cho vào luôn chứ. Em để ngoài túi, anh về anh đổ rượu đi, nên rượu lần này, củ này anh rửa nước nãy cho vào. Đây anh đọc chữ bán ngoài, em bán cho một con hải sâm vàng này. Tôi nhất rồi. Đây có cửa hàng mà bán mua bán cá ngựa nhá, bán cá ngựa hải sâm này, kho biển này. Tân Ngọc Quý à? Tên là Quý à? Vâng ạ. À, đúng rồi. Em bán lại. Đấy. Rất nhiều hải sản, hầu thò nhé, mực này đây bao tiền cân nhỉ? Mực mực là 1.3 nhỉ? Rất là tươi. Đây là đến quầy bán cá thu. Bò giấy bán cá vượt. Cá này là cá gì đấy chị ơi? À cá vượt à? Cá này là bao nhiêu cân chị? 58 là cắt khúc như thế ạ. Cái cá này là cá gì chị? À có thù vàng. Cái cá này hay nhỉ? Nó vàng. Còn sống rồi mọi người. Cá này cá gì đây à? À có hỏi à? Cái cá này là bao tiền cân? À 150 một cân. À nấu chua minh chua. Cá còn nhảy mà. Rất nhiều loại cá hay. Cái con này cá gì đây hả em? À cá chim đen. Hay nhỉ? Đây là bán rất nhiều con ghẹ này. Con này bao tiền cân à? 100 cân. Cái loại này tầm mấy lạng một con ạ? 5 lạng. À 5 lạng một con ạ.
Cua này là cua ở đây à? Là... cua này ra đây. Đây là làng bán cua, bán rất nhiều cua. Chào nhé. Cái mực gì mè em mua đây là bao tiền một hộp? 40.000 một hộp. Một hộp này được bao nhiêu nhỉ? Một lạng. 2 lạng. À 2 lạng. Đây là mọi người đang đi mua đồ khô. Anh em ủng hộ kênh của giáo sư Tung Tăng nhá. Đấy, hôm nào rảnh anh em vào xem. Đây, chào mọi người nhá, mình đang gặp mấy anh em trên Hà Nội này, đang Bắc Ninh này, đang đi xuống đi mua hải sản nha. Đấy, mấy anh em rất đẹp trai nhá, đang đi chợ Cát Bà. Nên anh em đang sang bên Hạ Long nhá. Rảnh rảnh đi rồi, cảm ơn. Đây, anh em đang đăng ký kênh của giáo sư Tung Tăng này. Mình ở bên Quảng Ninh mà hôm nay cũng sang bên này trải nghiệm. Chào anh em nhé. Hết khô để bán rất nhiều. Cúc tôm rất là nhiều. Chị ơi, có lại mực này là bao nhiêu cân, bao nhiêu con một cân? Là một cân là bao nhiêu con ạ? Trên 30 con. À 30 con. Mực 360 một lại. Cái cúc tôm này là bán nào ạ? 300 một cúc tôm. À đây. Vâng. Đây đốt luôn đúng không? Đốt nướng luôn này. Đấy, nướng luôn này. Đây mọi người thấy là ngoài Cát Bà nhá, Cát Bà chủ bán hàng hải sản này. Rất là vui tính, dễ tính này. Đấy, test luôn cá chỉ vàng luôn. Đấy, nướng cá chỉ vàng test luôn này. Đây luôn cho khách này. Đây. Này. Đây. Đây.
khách sạn. Thế này cũng bảo. Đấy, nướng luôn này. À, đang ôi thơm lừng, rất thơm mọi người. Cái này là chống luôn tương ớt đi đúng không? À tương ớt thì nó tốt đi, cảm ơn, cảm ơn. Cứ thử đi mọi người, thử đi. Này, có tương ớt thì là rất nước chấm, thấy nước chấm luôn. Đây bà chủ rất là dễ tính này, nướng luôn này, cho khách thử luôn này. Đây mọi người nhá, đây cua rất ngon này, cua cất bà này. Cua thịt, cua gạch. Đâu cua gạch đâu nhỉ, đây cua gạch này. Rất ngon này. Cái cua gạch này nhà mình bán bao nhiêu tiền cân nhỉ? À 600. Cái cua thịt. Cua thịt 400 nhé. Cho hàng mình tên là gì nhỉ? Luyến ạ. À. Luyến ạ. À? À, khi mọi người mà ra chợ Cát Bà nhá thì nên đến hàng cua rất uy tín này của chị Luyến nhá mọi người nhá. Đấy, ngay cổng chợ thôi. Đấy, cua to luôn này. Đây hàng tươi sống này, ngay cổng chợ đây chị Luyến nhá, chào mọi người nhá. Đấy, chị Luyến chào mọi người nhá. Xin chào.